Rồi mình xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Thì thời gian vừa qua, kênh của mình cũng có chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm sữa bún tươi từ cơm nguội nè. Và mình cũng nhận được rất là nhiều sự yêu thích từ các cô chú, anh chị và các bạn đã xem clip ủng hộ cho mình rất là nhiều. Và một lần nữa mình xin cảm ơn cả nhà nha. Và hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm sữa bún tươi từ bột gạo. Và cách làm sữa bún tươi ngày hôm nay mình cũng không cần dùng khuôn ép. Và sữa bún làm xong thì rất là đều và cực kỳ trắng, dai và trong. Cả nhà thấy thích cách làm cái sữa bún tươi từ bột gạo của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có clip mới. Và để cho mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem cho vui nha. Với nguyên liệu để làm ra sữa bún tươi từ bột gạo được mềm, dai và trong hơn thì ở đây mình có chuẩn bị là 200g bột gạo. Thì bột gạo hôm nay mình sẽ sử dụng là bột gạo mịn nha cả nhà. Và bên cạnh đó thì mình có chuẩn bị thêm là 180g bột bắp. Về phần nước thì mình có chuẩn bị là 320ml nước nóng nè. Và thêm một muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng cà phê muối và nửa trái chanh để cho không bị hôi bột nha. Nguyên liệu thì mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu pha bột nha. Thì đầu tiên mình sẽ cho vào trong thau là 200g bột gạo mịn nè. Và kế tiếp là 180g bột bắp. Hôm nay thì mình làm cái sữa bún tươi á, mình chỉ sử dụng bột bắp thôi. Vì mình thấy cái bột bắp á làm ra cái sữa bún nó trong và nó dai ngon hơn. Và bây giờ thì mình lại cho vào trong bột là 300ml nước nóng. Thì nước nóng ở đây khoảng tầm 80 độ nha cả nhà. Mình cho từ từ vào. Tùy vào cái bột mới hay bột cũ mà mình cho nước nhiều hay nước ít. Nếu mà cả nhà thấy cái bột của mình hút nước nhiều quá thì đó là bột cũ. Thì lượng nước của mình nó dao động khoảng tầm 330ml nước nóng. Còn nếu mà cái bột của mình á, mình thấy nó hút nước ít quá thì mình sẽ sử dụng khoảng tầm 300ml nước nóng thôi nha cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn cho cái bột này nè với nước nó hòa tan với nhau. Bột thì mình sẽ đánh cho thật là mịn. Thì chút nữa mình ép cái sữa bún nó sẽ dễ ra hơn. Còn nếu mà cái bột quá mình đánh chưa có mịn, nó còn cục cục á, thì chút nữa mình ép cái sữa bún nó rất là khó ra nha cả nhà. Và để cho cái cọng bún mình nó thêm đậm đà hơn á, thì mình sẽ cho vào là nửa muỗng cà phê muối nè. Ở đây thì mình sẽ vắt thêm vào nửa trái chanh để chút nữa mình sẽ khử mùi hôi của bột và làm cho cái sữa bún của mình nó được trắng hơn. Và ở đây mình cũng có thêm một muỗng canh dầu ăn. Sau đó thì mình sẽ đánh lại một lần nữa để cho cái bột nó thật là mịn. Mình cho dầu ăn vào trong bột á, thì nó sẽ làm cho cái sữa bún của mình nó được bóng và mượt hơn nha. Bột sau khi mình đánh xong thì bây giờ nó đã rất là mịn luôn nè. Và để cho cái sữa bún sau khi làm xong nó được dai ngon và không có bị đứt thì bây giờ mình sẽ cho bột qua cái chảo. Sau đó mình sẽ cho lên bếp và mình sẽ khuấy thêm một lần nữa, giống như là mình đang lấy trùng bột với cả nhà. Và mình sẽ khuấy với lửa nhỏ thôi nha. Ở cái giai đoạn mà mình lấy trùng bột á, thì cả nhà nhớ tán bột ra cho nó thật là mịn nha. Thì chút nữa mình ép ra sữa bún nó sẽ dễ hơn. Và mình sẽ lấy trùng bột với lửa thật là nhỏ thôi. Nếu mà lửa lớn quá thì cái bột của mình nó sẽ dễ bị khét và mau khô lắm. Mình lấy trùng bột như vậy nè, để cho con bún sau khi làm xong á, thì nó có độ dai và con bún cũng ít gãy hơn nữa. Thì cái bột bây giờ thì cũng đã rất là mịn và nó cũng đã bắt đầu sánh đặc lại rồi nè. Mình làm cho cái bột nó vừa nóng thôi, chứ mình đừng có để cho cái bột nó đặc quá. Nếu mà đặc quá thì mình khó ép bún ra lắm nha cả nhà. Và bên đây thì mình cũng có chuẩn bị hai cái bịch nè, chút nữa mình sẽ sử dụng để ép bún. Cũng có rất là nhiều anh chị á, nhắn tin hỏi mình á, là ép bún bằng cái bịch như vậy sao nó dễ bị bể bịch quá. Thì hôm nay thì mình chia sẻ cho cả nhà luôn.
là mình sẽ sử dụng hai cái bịch mình lồng vào với nhau, thì mình sẽ vô tư mình ép bún, mình không có sợ bể bịch nha cả nhà. Và lúc trước á, mình cũng có chia sẻ cho cả nhà xem cách ép bún bằng cái chai á, thì mình thấy cách đó nó cũng rất là nhanh, nhưng mà bột nó lại dính vào cái chai nó cũng hơi nhiều, cho nên mình thấy ép bún bằng cái bịch mũ như vậy á thì mình thấy nó cũng rất là đơn giản và ép ra nó cũng rất là nhanh, và bột á, thì nó dính lại cũng rất là ít nữa. Nếu mà cả nhà mình có cái khuôn ép á, thì nó cũng rất là dễ dàng rồi, nhưng nhà mình á, thì không có khuôn ép, cho nên là mình sẽ sử dụng hai cái bịch mũ mình lồng vào nhau, và mình sẽ cho vào trong cái bịch này là một muỗng canh dầu ăn, để chút nữa mình ép cái sợi bún ra nó nhẹ và sợi bún nó bóng hơn nha cả nhà. Bột thì mình cũng đã cho vào trong bịch xong rồi nè, rất là dễ làm luôn. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cây xiên que là hoặc là cây tăm á, mình chích vào trong cái bịch để chút nữa mình sẽ ép cái sợi bún ra nha. Cả nhà muốn nhanh thì mình có thể chích khoảng tầm 3-4 lỗ thì bột của mình nó sẽ xuống nhanh hơn. Nhưng mà nếu mà mình không kiểm soát được thì cái bột của mình nó sẽ dễ bị dính lại lắm. Còn mình thì chích khoảng một lỗ như vậy nè, sau đó mình sẽ xoay tròn ra thì chút nữa cái sợi bún của mình nó đẹp hơn. Ở bên đây thì cái nồi nước luộc bún cũng đã bắt đầu sôi rồi nè. Và mình sẽ cho vào một muỗng canh dầu ăn. Mình cho dầu ăn vào như vậy á, thì để cho con bún sau khi luộc lên á, nó không có dính nhau, và con bún cũng bóng hơn. Và mình sẽ chắc vào nửa trái chanh để cho con bún của mình nó được trắng nha. Nước trong nồi thì bây giờ nó cũng đã sôi rồi nè. Và mình sẽ bắt đầu mình ép sợi bún ra nha. Mình cứ bóp bạch từ từ như vậy nè. Cả nhà đừng có để nước nó sôi bùng quá, nếu mà sôi bùng quá thì nó sẽ làm cho cọng bún của mình nó sẽ dễ bị đứt gãy lắm. Mình cứ xoay tròn như vậy nè. Mình khoét một lỗ như vậy á thì cọng bún của mình nó ra nó đều hơn. Còn nếu mà mình khoét 3-4 lỗ á thì nó nhanh thiệt, nhưng mà cọng bún nó ra nó không có đều cả nhà. Sợi bún sau khi mình ép ra xong á, thì nó rất là mau chín. Cho nên cả nhà thấy cái sợi bún mà nó vừa nổi lên và sợi bún nó trong lại á, thì mình sẽ vớt ra rồi mình để qua bên cái thau nước lạnh liền nha. Chứ nếu mà mình để lâu vào trong nước nóng quá thì sợi bún nó sẽ nở to ra và sợi bún nó bị nhão, và nó sẽ dễ bị đứt khúc lắm. Bây giờ mình vớt ra cho cả nhà xem nè, sợi bún rất là đều luôn. Mình vớt bún ra xong á, thì mình sẽ để liền qua thau nước lạnh để cho cái sợi bún nó săn lại và nó cũng ít đứt gãy hơn. Cả nhà xem nè, mẻ bún đầu tiên nhìn ngon ghê chưa. Và tiếp tục mình sẽ ép bún nữa nha. Mình thấy ép bún bằng bịch mũ như vậy nó cũng rất là nhanh và cũng đơn giản dễ làm. Sợi bún ra thì nó cũng rất là đều luôn. Nếu mà cả nhà muốn cho cái bột nó xuống nhanh hơn á, thì mình có thể dùng cây tăm mình chẻ vào khoảng 2-3 lỗ thì bột nó sẽ xuống nhanh hơn. Nhưng mà khi mà mình khoét 2-3 lỗ như vậy á thì cái bột nó chảy xuống nó sẽ dễ dính vào nhau lắm nha cả nhà. Mình cứ bóp bột từ từ như vậy nè. Bún thì mình cũng đã ép ra xong rồi nè. Và mình sẽ rửa qua nước lọc khoảng 2-3 lần để cho cái sợi bún nó bớt nhựa nha cả nhà. Đây cả nhà xem nè, bún gạo mình làm không cần dùng khuôn ép nè. Bún rất là trắng luôn. Và sợi bún nó ra nó cũng rất là đều nữa.
Thì cả nhà xem nè, cái độ dai của bún nè, rất là ngon luôn nha. Mình rửa bún qua 2-3 lần nước như vậy thì nó sẽ làm cho cái sữa bún của mình nó sẽ không còn nhựa, và sữa bún nó sẽ được trong và đẹp hơn. Đây cả nhà xem nè, rất là thích luôn. Mình không có cần dùng khuôn ép gì hết nhưng mà sữa bún ra cực kỳ đẹp. Đó, mình cho chanh vào thì nó cũng sẽ làm cho cái sữa bún của mình nó cũng được trắng nữa. Nếu mà cả nhà không có chanh thì mình có thể cho giấm vào nha. Cả nhà xem sữa bún ngon ghê chưa, không thua gì ở ngoài chợ bán luôn á. Bún sau khi mình rửa qua 3 lần nước rồi á, thì bây giờ mình sẽ cho ra một cái rổ để cho thật là ráo nước nha. Có rất là nhiều anh chị hỏi mình á, là sau khi làm bún xong á, thì bún nó sẽ bị nhão. Nguyên nhân nhão là do mình rửa bún xong á, thì trong bún có rất là nhiều nước. Nếu mà mình để những cái nơi mà nó không có rõ nước xuống á, thì cái sợi bún nó sẽ bị nở ra rồi nó bị nhão lại. Và sợi bún nó sẽ dễ bị đứt khúc cho cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ rải bún ra mỏng như vậy nè. Rồi mình sẽ để khoảng tầm 4 đến 5 tiếng để cho cái bún nó khô ráo lại. Bún sau khi mình mới làm xong á, thì cái sợi bún nó rất là trong và nó có độ dai nữa. Nhưng mà nếu mà mình để cái thời gian nó lâu á, thì sợi bún của mình nó sẽ bị đục. Và sợi bún của mình nó sẽ không còn trong. Và nó cũng dễ bị đứt gãy lắm nha cả nhà. Cho nên sau khi mình làm bún xong á, thì tốt nhất mình nên sử dụng liền. Chứ nếu mà để qua đêm á, thì cái sữa bún của mình nó không còn ngon nữa. Đây cả nhà xem nè, bây giờ nước nó chảy xuống như vậy nè. Đó, nếu mà mình không để ra một cái rổ á, thì nó sẽ dễ bị nhão bún lắm nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ để cho bún đây nó khoảng tầm 5 tiếng. Trong thời gian chờ đợi để cho bún nó rõ nước á, thì bây giờ mình sẽ làm chả giò để chút nữa mình ăn cùng với bún nha. Thì ở đây mình có là 100g thịt nạc xay nè, và 100g tép thì ở nhà mình có sẵn, cho nên bây giờ mình lấy ra mình làm luôn. Thì ở đây mình cũng có là nửa củ khoai môn. Gia vị để mình ướp với chả giò thì mình có tiêu nè, hạt nêm, đường và một ít hành lá để cho thơm. Thịt và tép thì mình cũng đã ướp xong rồi, thì bây giờ mình sẽ cho khoai môn vào. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên để cho cái khoai môn với tôm thịt này nè nó thấm với nhau. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu mình cuốn chả giò như cái nha. Lúc này đang vào đợt giãn cách xã hội cho nên là mình không có đi chợ được. Ở nhà còn gì thì mình lấy ra mình làm cái đó nha. Còn cả nhà mình thích làm chả giò như thế nào thì mình cứ làm theo khẩu vị của mình. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái bánh tráng dẻo này nè, mình cuốn chả giò. Tại vì mình không có đi chợ được, mình mua cái đồ cuốn chả giò. Cho nên ở nhà mình có cái gì thì mình lấy ra mình cuốn cái đó luôn.
bún sau khi mình để vào trong rổ khoảng được 5 tiếng đồng hồ á, thì bây giờ cái bún nó rất là khô ráo luôn nè cả nhà. Nó không có bị nhão và không có kết dính lại nha. Mình cho qua cái rổ thưa như vậy á, thì cái bún nó sẽ ráo nước và nó sẽ làm cho cái sợi bún của mình nó không có bị nhão và bể ra. Sợi bún rất là ngon luôn, không thua gì ở ngoài chợ bán luôn cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ gấp bún ra ngoài cái tô. Để chút nữa mình sẽ chuẩn bị làm một tô bún chả giò nha. Sau đó thì mình sẽ cho một ít dưa leo bào nè, và thêm rau thơm để cho cái tô bún của mình nó được ngon hơn. Chả giò thì mình cũng đã chiên xong rồi nè cả nhà. Giòn rụm rụm luôn, nóng hổi luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ cắt chả giò vào trong cái tô nha. Chả giò chiên vừa xong á, nó còn rất là nóng và độ giòn rụm luôn. Rất là ngon luôn nè. Mình đã chuẩn bị tô bún chả giò xong rồi nè. Và thành phần không thể thiếu đó là mình sẽ chan nước mắm vào trong tô bún chả giò nha. Nước mắm chua chua, ngọt ngọt, cay cay, ăn sẽ rất là ngon luôn. Chỉ cần bỏ chút xíu thời gian ra thôi, mình đã có một cái tô bún chả giò nè. Không đi chợ nhưng mà mình có một cái tô bún chả giò rất là ngon. Bún thì trắng tươi, chả giò thì giòn rụm, ăn cùng với nước mắm chua chua, ngọt ngọt, cay cay, hòa quyện và rất là ngon. Và hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái bún tươi bằng bột gạo. Và cách làm cái bún tươi này không cần dùng khuôn ép, nhưng mà làm ra cũng bún rất là đẹp và rất là đều luôn. Cả nhà thấy thích cách làm cái bún tươi bằng bột gạo của mình á, thì hãy cùng làm chung với mình cho vui. Và hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và cũng đừng quên bấm vào cái chuông kế bên để nhận thông báo khi mình có clip mới nha. Rồi thôi, clip chia sẻ cách làm bún tươi bằng bột gạo của mình đến đây là hết. Mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Và mình chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe trong mùa dịch này nha. Rồi mình xin chào cả nhà.